152 tuổi về tự đọc nha. Sẽ nói những cái cơ bản là cho các bạn học chương trình này là ai thích các bạn chọn đó, ai sẽ về các bạn chọn đó. Bác sĩ gì? Khi thường á, khi thường á. Học thì sao mà biết làm sao không? Không biết mà làm gì? Giờ học thí sư âm đặt hồi vô ngang không? Giờ má sang nhớ không nguyên lý là gì? Hoặc là với ông ta, má sang nguyên lý là gì? Hả? Học phần này chậm nha. Đi tập hợp thì diễn chưa? Chưa được học chi tay cho là hôm nay rồi, giờ chưa? Hả? Có đi hả? Không? Nay đang tên gì hả? Nhưng không, chứ không có đi thực hành rồi chứ không? Nhớ gặp cái dưới hồng, máy hồng gì hết mà. Chưa ăn các bạn không có đi, tại vì chưa ăn đâu có cho các bạn làm được. Bác sĩ làm. Nhưng mà cái môn này học á, để cho mày đi ra làm, đi làm mấy công ty mà cái ảnh á, có làm cái án xung âm á thì có biết để mà người ta huấn luyện các bạn đi. À. Ở ngay điều kiện nào, chị đi làm được gì rồi? Hả? Má được chưa? Má máy được chưa? Tưởng tháo máy hư ý người ta vậy là hư cái ý người ta đó. X-qua là ổn rồi ha, chị đi em ơi. Đi học anh Nhân. Cái máy học anh Nhân sao các bạn có được học nhiều không? Để đi học anh Nhân đó. Đi học anh Nhân chạy mẹ là có học qua, có khó mà đúng không? Có học qua đúng không? Có đi học bốn không? Rồi cái mùa này nữa các bạn sẽ học một bác sĩ chẩn đoán. Tuy nhiên đó là cái hai phần đầu nói lại thôi, nói lại tuy nhiên cái này các bạn được học rồi, nhưng tôi sẽ nói sơ qua và tôi nói những ứng dụng mới sau này để khi các bạn ra trường á, các bạn sẽ làm quen với lại cái thiết bị này trong một cái môi trường mới. Nghĩa là mình sẽ có thể làm bệnh viện. Nếu bạn nào làm ở môi trường bệnh viện thì bạn sẽ không tiếp xúc với nó nữa. Nhưng mà nếu bạn nào ở môi trường là cung cấp thiết bị, cung cấp giải pháp thì bạn sẽ làm việc với các hãng máy xăm. Máy xăm hiện nay được coi như là đầy đủ đắc lực, coi như là cho bác sĩ trong cái việc kiểm tra sức khỏe, tầm soát. Hiện nay xăm có thể làm được nhiều thứ. Nó có thể chẩn đoán được xương gan hay xương gan, hay là coi được các kỹ thuật khó, hoặc là sắp tới là các bác bằng xương các lớp bằng xương. Thì đưa hình máy này lên cho đẹp đẹp trong cái nghèo hãng này em. Cái này Okusan là của Siemens. Cái siêu âm thì thiết bị siêu âm là một trong những thiết bị mà khi mình vô khám bệnh á thì chỉ định ban đầu để cho các bạn thì trong nó là trong cái bộ là tổng quát, nghĩa là kiểm tra sức khỏe thì thường chỉ định siêu âm là siêu âm tổng quát là gì? Bụng, gan, mật, lách, bây giờ không có tim mạch ở đây, tuyến giáp, siêu âm tuyến giáp. Rồi xem tim, khi ta có chỉ định xem tim là thường là tuổi trên 40 thì nó sức khỏe sẽ chỉ định xem tim và chạy bị tim đó. Coi cái chức năng tim, coi cái van tim thế nào, đó là cái siêu âm là cái đầu tiên lên cho mẹ con. Siêu âm hiện nay thì
các bạn biết là gì nè, gần như chưa thấy có cái tác hại, có hại trên cơ thể sống, cho nên nó vẫn còn được xem là an toàn. Tuy nhiên cái dược điểm của ông là gì, là độ sắc nét của hình ảnh đó, nó không có rõ, nghĩa là nó dựa vào kinh nghiệm của thầy là chủ yếu. Hình ảnh là con giải nó cao, cho các bạn thấy nó chỉ là gặp tránh đen mà còn có độ eco, rồi độ nhiễu eco, về bản xạ sóng ấy, đủ thứ. Cho nên các bạn thấy lớn mà nó chịu được nữa, già hơn tuổi rồi, già mấy tuổi rồi, tuổi rồi. Có nghĩa là bây giờ các bạn là chuẩn bị ra rồi, các bạn sẽ là đồng nghiệp của tôi, đầu tiên cũng là đối thủ của ai biết được. Các bạn sẽ gặp tôi trong những cái cương vị khác. Cho nên các bạn sẽ là trường con làm. Cho nên chú ông, hiện nay vẫn còn được gọi là ưu vụ nhiều. Thì hầu như tất cả bệnh viện. Và sẽ ông càng lúc càng hiện đại hơn. Hiện đại hơn, càng gọn nhẹ hơn, càng gọn dễ càng cao hơn. Tuy nhiên vẫn không so sánh được với CT. Là các bạn nếu mà sau này bạn làm, các bạn có hãng thì thấy là gì? Các bạn làm một gam hàng siêu âm, các bạn thấy là sau có triển rất diễn ra. Còn CT sẽ một hướng là hiện càng lúc càng hiện đại hơn. CT sắp tới là MRI, các bạn thấy là MRI theo hướng khác nữa. Rồi nghĩ là bạn đang chẩn đoán, thì tôi sẽ để là cái phát triển rất là hơn vậy. Hiện nay là có công nghệ AI, cho nên chú ông nó cũng được tích hợp AI rất nhiều. AI giúp chúng ta có thể dự đoán cái mà mình không biết, có thể giúp mình từ một định một cái tín hiệu nhỏ mình có thể phân tích nó ra thành những cái gì, có thể dữ liệu mình biết là bệnh lý có thể có. Đó là AI, nghe nó sẽ giúp cái nhà cái bác sĩ á chẩn đoán chính xác hơn. Tuy nhiên ngược lại nó giúp cho bác sĩ làm biến hơn, không học nhiều hơn, nghe kinh nghiệm dở hơn. Bây giờ máy cho ông nói hiện nay và sân nói hiện nay đều có AI đâu hết. AI là gì? Mình bạn có hiểu AI đừng có hiểu AI giống ChatGPT hôm nay trên mạng nha. Cái đó các bạn đang làm, bạn dùng thử nghiệm đó là cái bản nhỏ nhất, cái bản này có chuyện. Nếu bạn mua account đó, account nó thuộc mình khoảng 1 triệu, nhưng mà nó chỉ bán account cho người ở theo Mỹ chứ không bán người Việt Nam. Thì các bạn có thể hỏi nó những thứ khác, ví dụ các bạn có thể đưa một cái bài tập vô và kêu nó giải, các bạn có thể đưa một cái hàm, các bạn kêu nó viết code cho một cái hàm trong cái nền tảng này thì nó sẽ viết. Nghĩa là đối với chúng tôi là một mảnh nhỏ xíu cho các bạn để trải nghiệm. Còn AI là gì? AI là một cái mảng rộng. Mảng rộng, các bạn nghe nói là AI là trí tuệ nhân tạo á. Thì thường trong hình ảnh người ta sử dụng cái deep learning là nhiều. Deep learning là một cái thuật toán học sâu. Thuật sâu là nó sử dụng, cũng là nó cũng là một AI hay đâu. Nghĩa là nó sẽ tổng hợp từ những cái rộng lớn của trên thế giới về hình ảnh, về siêu âm, về nghe. Để khi bác sĩ siêu âm tới phòng đó, và tự động nó biết nó sẽ tái tạo cho nó rõ nét hơn, và tự động người ta sẽ đưa ra những cái chỉ định về bệnh lý thành phần tham khảo. Thì đó là cái ứng dụng trong cái sự thi ảnh, ứng dụng trong cả kết quả. Thì các bạn sẽ ra, bây giờ các bạn chụp hình lại đi, các bạn thử một sau khi tốt nghiệp một năm bao nhiêu hơn mà coi mình với nó hiện tại một cái thơ như thế nào, hay là mình sẽ chuẩn chạc hơn. Tôi bảo đảm các bạn ra từ đúng một năm, các bạn quay lại anh sẽ tiến nhạc rất nhiều kiến thức mà hiểu rất nhiều khác được. Để ra môi trường bên ngoài nó không phải như thế này, nó được update liên tục về kiến thức. Cái này nắm được thành phần cơ bản, nếu mà là của sư âm chẩn đoán này các bạn biết rồi, mình sẽ nói sơ đặc trưng của bản chất sống cũng đã nắm rồi, tương tác giữa sống và chết, nguyên tắc quá trình ghi ảnh, nguyên tắc của việc giải thích ảnh cho âm, nguồn gốc ai của pháp. Cái này sẽ nói thêm cụ thể hồi trước học là này hay là khác, là khác.
đối với sáu nhóm thì người ta phân biệt với nhau bằng tần số. Tần số trước đây bạn học tí thì gì là phân biệt bằng bước sóng. Bước sóng à, bước sóng thì mình mới có là trong môi trường, trong cái dãy khả kiến nhìn thấy bằng mắt thường được. Đấy. Ngoài ví dụ mình thấy là không nhìn thấy thì ý là bước sóng, sóng ngắn, sóng khoảng bao nhiêu, đi gamma sao, đi beta vân vân thì bạn thấy, đi hồng ngoại sao điều đó. Nhưng đối với cái giải thích bằng số 3 này thì không nói tần số nữa, không nói bước sóng nữa, nói tần số. Tại vì tần số bước sóng vẫn liên quan với nhau các bạn. Lambda bằng gì? Bằng C trên S, nghĩa là bằng điện sáng trên tần số dao động. Cho nên mình có thể suy được hai thứ đó. Tuy nhiên đối với âm, thường nghe âm thanh thì ta sẽ liên hệ bằng tần số. Tần số thì mình nhớ là gì? Tần số có ngưỡng nghe, ngưỡng tai còn nghe được là từ 20 hạt cho đến 20 ký. Trong cái ngưỡng này là nghe được, tuy nhiên không phải ai cũng giống ai. À, ngoài hai ngưỡng này các bạn không nghe, dưới ngưỡng 20 hạt gọi là hạ âm, trên 20 hạt gọi là siêu âm. À, phân biệt này, siêu âm. Thì mình làm việc với tần số cao hơn ngưỡng tai người nghe nhưng không nghe được là siêu âm. Tuy nhiên siêu âm nó có phân ra nữa, siêu âm trong động vật là siêu âm của cá heo, cá voi, dơi là siêu âm của động vật, tần số nó cũng không nghe được. Nhưng mục đích của cái động vật là gì? Là để định hướng và tín hiệu để đo và cách đi. Nó không thể nhìn thấy được xa nhưng không thể đo được. Siêu âm thứ hai là siêu âm dùng để phá hủy. Phá hủy có nghĩa là siêu âm nó khi mà tác động lên tế bào hay là gì nó sẽ tác dụng lên cái đó, và siêu âm điều trị. Các bạn thấy bên ngành vật lý trị liệu của chức năng có máy siêu âm điều trị là dùng để trị bong gân, sưng nóng đau để gì nó tác dụng được siêu âm lên cái vết thương đó, làm tê vết thương ra, hay là trong thẩm mỹ dùng để xóa sẹo, nghe là mềm sẹo. Nghĩa là mình bóc sẹo đi qua là mài da, đó là căng cái collagen này ra. Đó là sóng siêu âm điều trị phá hủy. Sóng siêu âm phá hủy nó còn sử dụng trong y tế là gì? Là sóng xung kích. Xung kích nghĩa là dùng sóng âm để tán sỏi ngoài cơ thể, khi cái chuyện định vị nó ở bên ngoài chiếu sóng âm con kết lại năng lượng lớn thì nó sẽ phá hủy cái đường sỏi đó. Rồi cao hơn nữa là mình có siêu âm thận đó, nghe tần số thận đó, thì lúc đó nó không có khả năng phá hủy mà nó chỉ là để mình coi cái tính hiệu ảnh. Thì sóng siêu âm là sóng cơ học, nó tôi nhắc lại là sóng cơ học, cho nó sẽ còn tự nén giãn, nó còn tự nén giãn. Khi nó nén giãn như vậy thì tạo ra tần số dao động, số dao động. Và khi nó gặp một vật thì nó sẽ đụng và nó phản hồi lại, đúng không? Các bạn thấy mà khi một cái ao đang bằng phẳng bằng quăng một viên sỏi xuống thì sao? Sóng nó lọt lên và nó lan đi, thì nó đụng vào nó sẽ đụng trở lại. Hay cái sóng biển cũng vậy, cái là sóng biển cũng vậy, khi nó đập vào thì nó sẽ phản hồi ngược lại. Đây, nó là dao động cơ học. Rồi, nói với sóng thì người ta phải biết có chu kỳ, có tần số, ra chu kỳ tần số. Thế nghĩa là chu kỳ là cái thời gian mà nó lặp lại, là nó sẽ chu kỳ. Còn tần số là tần khoảng nó là bao nhiêu, lặp lại luôn lần tần số. Được không? Nhắc lại ha. Rồi, cái này nãy giờ nó nói rồi. Lại này nói luôn rồi. Chính vì nó có sự phản hồi cho nên trong hình ảnh, trong xử lý ảnh người ta chỉ cần chỉ có hai tín hiệu, ba tín hiệu hai này trở lên là nó có thể xác được vị trí an toàn. Nghĩa là đối với một cái vật nào bên trong cơ thể hay là không gian, nhưng mà chỉ cần biết hai tọa độ là bạn sẽ được vị trí, đúng không? Ít đi, xong. Nếu biết luôn xét, thì ta xác định được chính xác hơn.
và tái tạo thành 3D. Như vậy, trong hình ảnh lúc dậy, sở dĩ mà mình có thể tái lập lấy được tín hiệu này thì 6 cm, mình không phải là mình biết trục tiếp trục đi nha, chỉ cần biết hai thông số. Ví dụ như nó truyền đi là thời gian, truyền đi tần số bao nhiêu, thời gian truyền đi tới đó phản hồi lại nhập lại thời gian bao nhiêu thì ta biết được hai vị trí rồi. Thêm biết thêm nữa là gì, tác nhiều hướng nữa. Thì như vậy đối với thuật toán xử lý ảnh là có thể tác được ảnh được và nó là chính xác thôi. Cho nên đối với siêu âm là hình ảnh các bạn được xem là real time. Real time là gì? Thời gian thực. Có nghĩa là mình có thể thấy được sự chuyển động trong đây, nếu mình đặt được là sao liên tục nó phát sóng, bạn có thể thấy được cái sự trao đổi năng lượng nếu mà sử dụng rất là Doppler là gì? Một số Doppler. Bạn có thể thấy được cái quang tia nó nhập khẩu như thế nào để người ta đo được cái dòng tốc máu, đo được cái độ mở quang như vậy. Tôi sẽ nói lại, không có giống như trên live, tôi sẽ nói là phải đọc cái này, tôi sẽ gửi lại này. Live này là sự tổng hợp của nhiều live. Rồi, đó siêu âm có thể chẩn đoán được nhiều thứ. Còn chẩn đoán bệnh gì là bác sĩ chuyên thường sẽ đọc. Tại vì đối với bác sĩ á, người ta cũng biết nguyên lý đó phải không? Nhưng mà người ta sẽ học về giải phẫu hình thái nhiều hơn. Dù người ta thấy là dù cái này là gì các bạn? Cái là gan không? Dù ta xem cái gan, ta biết là cái thường cái chén sáng là cái bờ gan, đó là giữa cái gan với bên ngoài, môi trường ngoài. Ví dụ vậy, ví dụ đây, cái thận. Giữa cái lìa với con nước bên ngoài thì nó có cái bờ thì bao chân hình ảnh thể hiện sự tương phản ánh sáng. Cái gặp nó phản hồi mà. Ví dụ chú sư gì thích ngủ lại không? Bạn phản hồi thế nào? Thì mình sẽ phân biệt cái bờ đó. Rồi thì ta học thấy như vậy thì tưới máu như vậy có đều không đều. Mình là dân kỹ thuật, mình là dân hình ảnh. Tuy mình không biết bệnh lý nhưng mà nhiều khi mình nhìn mình cũng sẽ biết được sơ sơ. Ví dụ như đối với tưới máu như vậy, thường Doppler là ta là màu gì? Màu xanh là sao? Màu xanh là đi ra khỏi tim đúng không? Nhưng thật sự là do anh để đầu dọn. Màu xanh là đi ra khỏi đầu dọn, màu đỏ đi vào đầu dọn. Quy định như vậy thôi. Cho nên tôi nói ví dụ này mà nhìn mà thấy toàn bộ màu đỏ hết thì sao? Có nghĩa là dùng đây nó không bị hết. Nhưng mà nếu mà ở đây nó có cái màu xanh xanh, đóng đớn xanh xanh thì sao? Nó xanh hả? Thì mình có thể chẳng nói là gì? Máu không có thể nó không ổn định, nó có bị dần rối, đúng không? Nó đang lưu thông vậy và tháo lưu thông vậy nè. Thấy một là màu xanh, hai là màu đỏ. Nhưng đi ra khỏi như đó, vô để cái tim mà sẽ thấy được cái máu đi lên, nó màu gì, vô màu gì. Nghe mà để đầu giò, thì hướng đầu giò, thì đi ra đầu giò màu xanh, đi vào đầu giò màu đỏ. Nếu mình thấy là tự nhiên nó đang rõ vậy thì tính này nó bị rối, nó xanh đỏ lẫn lộn thì có nghĩa là họ bị sơ vữa, rồi sơ vữa trong đó thì mặt dòng chảy tới đó nó bị tháo gọn, nó bị xoáy thì nước nó đi lộn xộn, nó đi tiếp thì lúc đó phải là bị sơ vữa có thể. Thì ông bác sĩ sẽ được học cái đó, những dấu hiệu gì là của bệnh gì nên ta phải chẩn đoán mà được. Ví dụ nó thấy cái màu trắng nhiều quá trong gan, gan nhiễm mỡ, nhiễm mỡ. Tại vì mình thì dân kỹ thuật thì mình sẽ nói khác. Tại vì cái mô mỡ, độ tương phản sóng âm của mô mỡ với mô thịt nó khác, cho nên nó phản hồi nó khác. Mà thường những cái mô nước nhiều thì nó sẽ có màu trắng, nó màu trắng. Cho nên là thấy là như vậy, còn màu trắng nhiều là gan nhiễm mỡ. Hay là cái bờ mà nó trắng mà nó dày nhiều quá. Vụ này nó dày nhiều quá mở bao gan nhiễm mỡ, mở nhiều quá như vậy.
giờ thấy đất đất dài à, thấy nhiều quá hả, nắng nhiều quá hôm nay, hay là thấy những cái nang nhỏ, nhiều cái nang, cái này là tối sáng đây, cái là trong cái gì không khí thì cũng không mong không kịp được, kịp kém rồi đó, đó là không biết mà ở ngoài nó thấy được, cái ngoài nó thấy nó thì cái này là có cái nang bao nhiêu mà đây đấy, là siêu âm á, bác sĩ, gan có nang đường kính bao nhiêu, nang bao đều bờ đều hay không đều, là eo chỗ kém hay là eo chỗ nhỏ, bờ không đều bên khác, đúng không? Bờ đều nghĩa là có thể ghi được là cái dù sao tuyến giáp, giờ tuyến giáp đang thấy vậy thì nhiên có cái này nhỏ, giờ xem ngực, dù sao ngực có thứ ba có thấy có cái này nhiều này. Nang là bình thường. Các bạn nhắn tiền sẽ có nang, nhưng mà cái người mà lớn tuổi xíu sẽ có nang, là nó có cái bờ nang, có sẽ cảm giác nang này bờ đều và nang lành tính, không có gì hết. Mà nang mà cái bờ nó không đều là sao? Nó có gì mà khó luôn á, là nó không có nhẵn, nó không đều, thường nó nghiêng rồi. Và giờ em hai cái bạn thế này đó, mà nó không phải dân đó, mà không biết bệnh gì, nhưng mình chỉ biết là bất thường và bình thường thôi, đúng không? Các bạn chỉ biết bất thường và bình thường thôi, còn bệnh gì mình không biết, ngay cả bác sĩ cũng không bao giờ khẳng định các bạn là đó là gì. À, nghi ngờ gan là gan có nhiều áp xe, nhiều nước á, hay là nhiều nang, bờ không đều, đường kính bao nhiêu, các bạn đọc thử xem trả lời gì không ạ? Ok. Rồi tiếng giáp, nhân tiếng giáp đều không có nang, gọi là cà có nang, nhiều nang trải rác, rồi nang là đường kính 1 cm, đó là tiếp, là ta sẽ trả lời vậy nha. Cho nên mình là dân, không phải là dân bác sĩ sẽ nói cho mình sẽ hiểu và nắm. Khi các bạn ra, sau này bạn ra trường, các bạn làm ở hãng thì hãng sẽ huấn luyện các bạn làm cho bác sĩ và làm biểu diễn cho bác sĩ xem. Okay. Yeah. Nhưng mà bất cứ gì tôi nói bạn, bất cứ cái gì thì bạn phải học giải phẫu, đúng không? Học giải phẫu và đừng hỏi là đúng không, và học X quang, giải phẫu CT, đúng không? Tại vì mỗi loại sẽ có cái hình giải phẫu nó khác. Ví dụ giải phẫu trong X quang, cái phổi là hình cái lá, còn đối với CT cái phổi là hình dùng cái vòng tròn, nó khác, nó ngang mà. Okay. Xưa âm khác nữa, nhưng mà sẵn sàng nghe. Nhưng nắm được cái giải phẫu, cái cấu trúc, cái sinh lý đó thì các bạn sẽ biết được có bình thường hay không bình thường. Ví dụ vậy. Rồi. Đấy, ví dụ như thường nó trả quả. Bây giờ còn đánh á, mấy mốt thư ký thì thôi, nhẹp luôn thư ký đi qua. Có sách CV gọi ai rồi, đúng không? Đọc luôn, ghi giùm tao, ghi giùm tôi bài đều không đều gì đó, ghi luôn, nó đánh ra sẵn luôn là nóng rồi lên giường lên luôn. Thằng mày nói ứng dụng, tôi bảo đảm các bạn, chắc trong vòng nửa năm nữa họ sẽ ứng dụng rất nhiều trong cái phần mềm quản lý bộ cái này. Rồi, có hỏi gì không? Nắm lại năm nhất vô học sinh lý. Có biết tôi giải bài không? Có luôn. Có quài. Đâu bài thầy phú đúng không? Thầy phú nghĩ lâu rồi. Nhưng mà tôi dạy cái này khác. Cái này cái này khác. Đó, ví dụ cái bài sư học này thấy không? Gan cấu trúc eco dày, giảm âm vùng sâu, gan phẳng, bờ gan đều, rồi à? Rồi mật như nào, tụy, lát, thận và quan không sỏi, nếu có sỏi là dĩ nhiên đó là gọi là sỏi trên xe á, thì khi cho âm thống nó phải trả nó khác, nó là thường là
là màu sáng, người ta thấy điểm sáng nó sáng. Rồi tử cung như là dân đi nhớ ha, cái này là nữ ha, nam là không có tử cung. Hôm trước có trả lộn một kết quả là cô thư ký khoa khám sinh tổng quán, nữ lấy cô nữ ra, nam lấy không nam, nam lấy không nữ ra, nó có dòng tử cung. Tử cung sao? Đọc cái chuyện. Tại vì cái phơm á, cái phơm trả lời là nó thẳng. Nó sẽ chỉ trả lời đánh vô thêm, đánh vô thêm thì là bao nhiêu nè. Cho thư ký khoa rằng cứ lấy cái phơm đại cho bụng mà. Cho bụng quá cho bụng, lấy ra lấy của nữ đáp cho bệnh nhân nam. Cuối cùng bệnh nhân nam nào bụng có bàng quang luôn, không có tử cung luôn. Có tử cung luôn là thấy thua rồi. Đó là nó tiện. Tiện luôn. Nếu tôi vô nam mà vô khám họ có tử cung đồng nhất, tử cung cái gì nhẹ được luôn á, nữ thì vô tiếp tiền liệt sao đâu nữa. Rồi rồi nhắc sơ lại cái nguyên lý thôi các bạn. Cái máy siêu âm chủ yếu là cái đầu lò siêu âm. Đầu lò siêu âm mình là nơi để phát cao su phát sóng âm đi, sẽ dập dập nó phản hồi lại. Thì đầu lò siêu âm nó cũng là nơi nhận lại cái đầu lò cái điện hồi điện hồi. Tuy nhiên muốn phát được thì nó phải có một điều kiện, phải có cái mạch điều kiện phát sóng điều kiện, và cái bộ lái tia là bộ quét. Thế là phát hướng nào là nó điện. Sau khi phản hồi thì nó sẽ có bộ thu nhận. Thu nhận đây là bộ dẫn bất đại, bất đại nghe à, thu nhận xong nó biến đổi. Có nghĩa là gì? Xong siêu âm người ta chỉ nó sẽ tính được là gì? Đầu tiên là phát bằng tần số, bằng tần số đây là biết được cái ghi nhận thời gian ban đầu bao lâu phản hồi lại. Rồi trong bao lâu phản hồi được mấy xu, bây giờ như là nó sẽ gặp dần ngày trước dọc kia trước phản hồi á, thì cái máy sẽ phân tích đến xử lý tín hiệu và cuối cùng là mình sẽ xử lý ạ. Đây là sự lọc phối, sự lọc phối thế là biết thì thôi, tiếp tục đơn giản rồi. Đây là bạn đọc trong tay về đọc trên trong tay này thầy đó, nhiệm vụ làm cái gì ha. Cái tinh thể mà có thể phát và nhận là tinh thể gì đó. Tinh thể là lượng, đó là lưỡng tính, đó là lưỡng cực à, và hay là tinh thể áp điện ha. Có nghĩa là tinh thể này bây giờ hồi xưa là thạch anh hay là từ dảo, bây giờ là gốm. Bây giờ công nghệ mới là đường gốm, và gốm đặc biệt nó có hai tính chất. Một là phát khi dao động, và tử cung là phát ngược lại khi nó nhận dao động đập vào nó thì nó sẽ biến cái dao động thành điện. Nghe nó phát cũng được, nó thu cũng được, nên nó là lượng tính. Như vậy lượng tính là có lợi. Giỏi hơn, biết nhiều hơn, cần nhiệm vụ nhiều hơn. Không, cái này cái đó là mình nói thật. Có nghĩa là trong người mình bao giờ cũng có nam, hai đứa chất nam nữ hết. Nhưng cái nào trội hơn, có môi nào trội hơn. Nhưng mà thường thì nó sẽ rất là giỏi, kỹ tính. Còn nam nó không kỹ tính. Đúng không? Nam mà kỹ quá thì nó thật tự tin. Nữ tính mà ngoan quá. Sau đó mình nói thật ở trong tù trại kia đây. Khóa 2011, bây giờ mình sẽ khóa rồi các bạn. Khóa 2011, biết cái anh mà đang làm bên đi thằng Hoàng Nhân sẽ điện cho đẩy không? Tâm không? Lúc nào nó cũng nhảy stand á. Nhảy stand mà đeo tay thỏ rồi. Khi học ở đây nè,
cũng như là học theo đó rồi. Phải có gì họ là nhưng mà đến khi ra trường các thầy lên em tâm sự chút. Tại sao má em giờ má em bị đau tim khi biết em không phải là cha, nghĩa là biết em là mà em giờ là em phải sống thật với em. Nó nói thẳng mà có gì thôi, nghĩa là má nhập viện cái gì nhà hay tôi nhập viện rồi. Tôi cũng nói thôi bây giờ cứ nói thiệt thôi, gì đâu đâu ai giờ xã hội đâu ai ấy, chỉ có nhiều khi tôi bị sốc do tao không biết. Đến khi ra trường là đủ lông đủ cánh đó, đó thì bây giờ ok giờ nhà nãy làm càng lúc càng, nghĩa là giờ thể hiện luôn bây giờ, nhưng mà rất là giỏi về chuyên môn, làm rất là giỏi, học hỏi giỏi rồi kia giỏi. Giờ có thì thích là gì là quay hai quay phim đỡ được thôi. Nhảy nhảy kiểu nhảy đương đại, nhảy hiện đại đó, nhảy hiện đại đó. Không, nhưng mà nó là cái sở thích của ta thôi. Và bây giờ gia đình cũng bình thường thôi, vì nó đâu có gì đâu là xấu hổ, không gì là xấu hổ. Chỉ ban đầu thì cũng thấy mình chứ quê hay sốc hàng chút xíu. Và ở đây thì giờ thì có người chúng ta ở, nhưng mà hơi các bạn ra cái đó là thoải mái, bây giờ thoải mái, có người lý tính nha các bạn, có người lý tính nữa tôi gặp rồi, bình thường là men đi xỉn sao thành của mình khi mà uống mà xỉn không đó là con người khác hoàn toàn, còn lúc bình thường là ai thì mốt đi làm việc sẽ biết. Ai biết. Giống như ở đây mình có giáo sư Tạ Văn Trọng, Giang. Ảnh con cái bình thường nhưng mà ảnh là Tạ thích trà. Thì đến ngày bây giờ thì đều con cái đi học hết. Giờ cũng lớn rồi. Và sống thật với mình. Cho nên càng giấu càng lộ cái gì đó. Rồi Nga tinh thể áp điện. Rồi nó có thể phát và nó có thể phù. Người ta dùng dao động ký. Cái này gọi là dao động ký, cái nghĩa là cái máy để ghi nhận dao động thì người ta đo được là khi mà nó không thấy, khi mà nó cũng tạo tín hiệu, tín hiệu điện. Rồi trước đây người ta có thể dùng người giảo làm cái này các bạn, cái này các bạn đọc nha, cái này không có nói nhiều. Trong cái dao động thì bạn thấy á, tại sao mà nó có nhiều cái tín hiệu gắn lên nhau, nhất tín hiệu âm thanh thì trong nó âm thanh là bao nhiêu, 300 gì, 300 trong môi trường không không khí nè, dữ vậy. Đó thì nó ánh sáng không anh Vinh? 300.000 cây số hồ dây là nó ánh sáng. 300 gì? 300... Nó 300 mét à. Có 300 mét dây, lấy chén chim ti hỏi nó thôi. Họ biết không? Giận tốc âm là cũng lớn. Tuy nhiên, giận tốc âm nó đã vượt qua được, nghĩa là mình đã tạo ra cái tàu vượt qua ngưỡng âm thanh. Tuy nhiên âm thanh nó đi trong môi trường chân thân không khí nè, tại vì bản chất âm ở đó là nó là sóng cơ học, nó dao động cái phân tử trong không khí, nó truyền đi, truyền càng xa thì nó sao, nó giảm và nó nhỏ lại, cho nên phải đợi giờ phát đại nè,
có đại âm thanh, đừng lo đi. Tuy nhiên các bạn thấy ở bên phòng kế bên họ sẽ khó nghe được âm thanh đi, đúng không anh đi? Lý do bạn đứng trong môi trường mà hai ba người nói bạn cũng không nghe được, tại vì nó sẽ âm thanh từ ra về kia âm thanh dao động dập đi, dập đi. Nhưng tín hiệu mà khi nó dao động có thể nó dập đi, có thể nó cộng hưởng lên. Và giống như một người là hát, hai người hát, một người là đứng một người lớn hát lớn hơn, cái tần số cộng hưởng là còn không nó sẽ truyền hết. Đó là cho bạn cơ học. Khi bạn đóng một viên đặt xuống dưới ao là ở sống xung quanh, một viên thứ hai bên đây gọi ngược trở lại, thì khi mà hai nó giao nhau á nó sẽ truyền nhau. Nếu nó tần số nó lặp lại nhau, nếu nó trùng nhau nó sẽ cao hơn, mình nhập sống nhiều hơn, sống nhiều hơn. Đó cho nên các bạn thấy ở đi từ sông cũng vậy, khi đi sông cái chiếc tàu lớn đi ngang một cái, hai chiếc đi ngang một cái là dòng chảy đoạn sóng bị rối loạn, thì cái thằng tàu nhỏ nó bị chết, chết nó dập luôn xuống dưới, nó giao theo cái giờ đời sông đi xuống luôn. Thì ý tôi nói vậy là gì, khi mà đưa một người dò phát tín hiệu vô môi trường có thể cho đây có nhiều vật cản không, nhiều gan lắm, mỗi một cái cơ quan, mỗi một cái cấu tạo đều có một cái hệ số truyền âm khác nhau, một hệ số cản trở âm khác nhau. Cho nên khi tín hiệu sóng từ đầu dò này phát ra phản hồi lại thì tiếp đến một thẳng khác phát xuống lại, thì có thể bị rối loạn cái tổ âm đó và tín hiệu nó sẽ không có đảm bảo. Cho nên cái việc mà cái đập cái mạch mà để kiểm soát đầu phát á, nó cũng tính thời gian, nghĩa là họ phát ra và họ ngưng để phản hồi lại xong họ phát tiếp. Nó chứ phải phát liên tục. Cho nên là trong thiết kế mà siêu âm người ta cũng tính đó mấy cái sóng lan truyền gặp nhau như thế nào. Cho nên là có cái hiệu ứng này, hiệu ứng hai frame, hiệu ứng này kia nhân dân. Đó. Cái này cho bạn thấy là khi nó gặp bề mặt thì như thế nào, sóng nó phản xạ hay không, là nó phản đi mất. Phản đi mất. Đó nếu giờ khi nó gặp một cái bờ, khi gặp một cái lỗ nhỏ thì một phần phản hồi, một phần nó sẽ lọt qua đi. Thì tại chỗ này nó giống như một cái nguồn phát khác, đúng không? Phát. Bây giờ cái lỗ tương đối lớn thì nó chịu sóng khác, cái lỗ lớn hơn thì chịu sóng khác. Cho nên là gì? Là có rất nhiều cái tham số mà nó hay ảnh hưởng đến chất lượng. Rồi. Hình này cho thấy là gì? Khi sóng mình phát ra các cơ quan là cái gì? Ví dụ nó dùng một bờ nó phải hồi, một bờ kia thì cái bờ kia ngược cái lại nó không phải hồi, nó mất luôn. Nếu mà nó sóng mình tới bậc đó mà không phản hồi lại thì máy không rồi được. Cho nên các bạn thấy là người ta dùng sao trong dưới biển á, để người ta xem cá đó. Coi có nó có cá gì được không, thì cá đi theo đài bày đàn này nè, họ sẽ làm tới nó cản nó phải xài lên biết, còn lại sống phát xuống rồi mất tiêu luôn. Thì một là nó sâu quá, dưới nó đáy biển sâu quá không lo được, hai sẽ phải ngồi chặt lên không lo được. Cho nên người ta nói là người ta làm máy tàu ngầm tàng hình, máy bay tàng hình là để gì? Tránh sóng. Khi mình dò tín hiệu bằng sóng gặp nó phản hồi lên, còn là gặp nó nuốt luôn thì nó coi như là nó mất, như trên tín hiệu là không có tàng hình như vậy. Bây giờ nó quét bằng laser, quét bằng laser rồi. Bản chất sóng nó cũng giống như màn hình ánh sáng vậy đó, nó cũng có khúc xạ, phản xạ, đúng không? Phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ vân vân, phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc vào gì các bạn? Từ nguồn không khí dưới đây nước xuống này thì cái phụ thuộc vào gì? Chiếc súng kính cận là đeo nè, lái xe ánh sáng ra kính này hội tụ lại ngay cái điểm vàng thấy thì nó phụ thuộc vào chiếc súng. Chiếc súng tạo ra cái chiếc này khi mà chiếc súng nhỏ, chiếc súng cao thì cái độ dày nó dày mà
đi thấy được 4-5 độ để biến dậy. Tuy nhiên nếu mà mua kính mà tốt nó bỏ lại chút chỉ số nó cao hơn, nó vừa chỉ số rồi. Hình này cũng thể hiện được các bạn khi sống nó gần một cái cơ quan mà nó có thể hiện cái bò như vậy thì nó sẽ đi thế nào, đi thế nào, thấy không? Phát sóng tới cái gờ này tao phản hồi không? Đi tiếp phản hồi xéo lên, đi tiếp à, đầu gò đang phát vậy đi tiếp tao phản hồi lại, ví dụ như vậy xuống đây tao phản hồi lên, phản hồi xéo lên. Thì có nghĩa là gì? Trong thuật toán mà để nó làm nó phải biết được những cái này, nó phải biết được những cái tình huống này để nó đưa ra cái giải toán phù hợp, chứ không phải là tới gặp phản hồi không. Cái là chuyện đương nhiên là chuyện bình thường, nhưng trong thực tế nó không phải vậy. Chú ý ha. Rồi đó, người ta sẽ phát xung theo từng đợt, đó từng đợt biết đâu phát liên tục. Còn tính tần số như thế nào thì các bạn có thể cho trong cái bài này, nó sẽ hướng dẫn các bạn tính đó. Các bạn có thể luôn bài này, sau này các bạn sẽ cần với nó những cái cơ bản nha. Trong cái bài này cho các bạn thấy là đối với mọi vật liệu nó mô thì vận tốc tiền âm là bao nhiêu, bao nhiêu ha, bao nhiêu. Nước là khoảng 1000 và dòng tốc khoảng 1500 hay 1480 á. Nước mô mỏ, mô máu là gần như nhau. Nhau. Chỉ có qua phổi là không khí nó nhiều. Nó truyền chậm mà không đi qua được. Phổi. À, không khí là 330 còn mô phổi là không nhiều. Còn mỡ là nước, mô mềm, thận, máu, gan thì gần như giống nhau. Nó khoảng 1500. Nhau. Nó bất thật xương mà nó chuyện cho nó truyền âm nó nhiều hơn thì nó là chất rắn, nó chuyện là chất rắn à, trong chất rắn kim loại nó sẽ truyền nhanh hơn, nhanh hơn. Các bạn hãy đặt áo tay cho cái người không biết nó mà nó sắp tới chưa, nghe từ rất xa, nghe rất xa tới chưa, đúng không? Đó cho nên là dựa vào những cái tham số này chúng ta sẽ có một cái hàm để các bạn tính toán được cái giờ tốc đi như thế nào, thu nhận tín hiệu trong thời gian bao lâu. Giờ rồi cái này các bạn coi thêm nha, cái này nó rất chi tiết hơn mà nó nói nhiều. Đối với các bạn học cái môn này là mấy ông là thầy thường cái nói chuyện các bạn,
thấy là dạ. Rồi. Cái mô hình này để cho các bạn biết là trong xử lý ảnh á, cái gọi là cái khổ này nó càng hẹp lại thì ảnh nó càng rõ nét. Thường trong cái thời điểm xử lý ảnh này thì mình biết là nó đi cuộc sống, cuộc sống nó không phải là tiền, nó là một trọng đi, cho nên cái đường này đường đỉnh để mình cần quan tâm. Nếu như mình điều chỉnh lái tiên mà cái buồng này nó càng hẹp thì cái điểm mình là con giải mình càng rõ. Và nhiệm vụ của máy răng là phải làm sao cho cái buồng rồi hết đi để mình điểm mình càng rõ. Chứ giờ để hình này sao biết mày nó hình dạng sao biết. Nên đó với hình ảnh thì mình cần phải làm sao cái buồng, cái buồng cái sự dốc này nó phải thẳng đi là sụn nhất, là tại vì cái điểm mình nói rất là buồn này, trong hình ảnh thì bị dùng điểm đó. Cái này do đâu? Do bị chồng một tia chồng ảnh nhân dân, nên mình cần phải xử lý được đó. Cái hình ảnh trên đây cho bạn thấy là diện tích rõ hơn là những cái mô mềm thì bạn nhìn thấy là đúng mà nhờ cái sự động tái sạc đấy. Còn những cái biên giữa các mô như đã mình nói là bạn thấy nhờ đường tái sạc, đường tái sạc nha, nghĩa là nó vẫn thấy được đường tái sạc nha. Đây những cái điểm rải rác trong lâu mô này thái xạ rồi nó sẽ hiện lại cái đó. Đầu giờ sao biết hình dạng ra sao chưa? Ngược cái like lại nha, làm ra này trước. Đối với đầu dò siêu âm thì các bạn ta phân liệt hết bằng cái hình dạng chức năng nữa. Ví dụ như đối với đầu dò khám tổng quát thì các bạn thấy nó phân biệt được tần số khoảng 3.5, tần số càng thấp thì độ siêu sâu càng cao, còn tần số cao độ siêu sâu kém. Trên cái đầu dò tổng quát mà thấy từ 3.5 đến khoảng 500, còn đầu dò mạch máu và tiếng giáp năm hoặc 7.5 trở lên. Yeah. Và theo cái hình dạng có nghĩa là các bạn có thể thấy là có dạng thẳng, dạng cong, dạng thẳng, dạng cong, rồi dạng này nữa, rồi dạng chuyển nội soi. Rồi thì vốn nó phụ thuộc vào cái gì? Cái dạng này gọi là dạng gì các bạn? Rồi lai nia, nia đường thẳng là cái chùm tiên pháp nó theo cái hình ảnh. Đây gọi là gì? Con quét chùm tiên pháp là cái dạng để hoài. Còn sector là những cái đầu dò của tim mạch như thế này. Là đầu dò này thấy nó nhỏ nhưng mà nó rất là rộng. Mà đầu dò đặc biệt là gì? Nó lái tia được, lái tia đi được, lái tia đi được. Sở dĩ làm đầu dò này nó nhỏ thì tim mạch, tại vì tim là nằm ở giữa, nằm ở trong cái xương sườn,
và muốn thấy được thì phải đặt vào đầu đoàn giữa hai sư trụ, phải không? Đó là giữa liên sư. Thì nên đặt giữa thật mới thấy cái xương đi trả lời cho thấy, cho thấy có được lựa chọn. Còn đầu giò này cũng rộng, nhưng tại sao nó nhỏ? Đầu giò này là đầu giò tim mạch qua ngã thực quản, hay gọi là đầu giò sau phổi xoay. Đưa vào đây cản trở nhiều quá, đưa thẳng lên làm sát cái tiêu luôn, còn đưa thẳng lên thực quản đầu chiếu qua để không cản trở gì nhiều. Thứ hai, và những hình dạng đầu giò này là do đặc thù của vùng khám. Đầu giò này đặc thù cho các chuyên khoa và mình thấy là đặc thù chuyên khoa. Bây giờ đa phần đầu giò là đa phần, nghĩa là trong đầu giò nó có thể điều khiển nhiều đầu số khác nhau, nghĩa là mình thay đổi độ sâu. Rồi đó là đầu giò giới thiệu ra. Và nhìn đầu giò nha, đầu giò này không hồi tụ, nhưng đứng đầu giò có trường hồi tụ là lá tia, nghĩa là ở trong đầu giò nó thể xét được. Tuy nhiên khi điều khiển ép nó vô nó có điều khiển cơ học, nếu mà mình để thẳng vậy thì nó thẳng luôn, ép nó vô thì nó không thì cái vùng này gọi là vùng hồi tụ. Nghĩa là năng lượng nó sẽ tập trung ở đây, mình sẽ tham đây. Cho nên anh chơi nó mới vào, thấy có cái gen, nó có nút, gọi là gen. Thang này để điều chỉnh cái độ máy tia nó tập trung sống vô cái vùng đó. Nó bắt đầu là sao? Vì thế rồi còn những này là bình thường, cái này là bạn thấy là không có sẽ hay sử dụng này không cuộn. Không cuộn để lăn cái con chó lúc để xét để nhân dân scan khó cho dân, lúc để chọn đầu giò, lúc để free để đứng thẳng lại. Thường thường khi đã tiêu hao thì thấy giao động đứng lại và họ sẽ chỉnh không dù để chỉnh mấy ngày để họ đo đạt dần. Đây là máy cơ bản, máy cơ bản. Còn này rất dễ là nhập dữ liệu này thì nó thế mà nói rồi mà. Bây giờ là bây giờ thông tin chiếm số mà tinh thể nó xếp đều nhau, tuy nhiên mình có một phần điều khiển gọi là control, điều khiển phát sóng á, thì do mình cái nào phát trước phát sau mình sẽ làm cái kia nó hồi tụ, đúng không ạ? Ví dụ như cái này phát trước phát sau phát sau thì như vậy mình thấy là tiên sinh cơ, nếu mình phát ngược lại thì nó không kịp. Nên đối với đầu đoàn sau này nó phải lái tia được, lái tia bằng cách mà mình chức thì làm trước làm sau. Ví dụ tương tự bạn này cho các bạn này đi lan ra, gọi là bạn này muốn bạn này không, nếu là mình do mình
chính vì là nó sẽ biết để nó điều khiển. Nhưng mà là do kỹ thuật nên mà tôi biết là tại sao nó vậy, tại sao nó không vậy. Rồi các chế độ, có chế độ A mod, chế độ B, chế độ M. Thì A là tăng nhiệt này, B là độ sáng, sáng tối, motion, lại M là chỉ điểm thôi. Google độ sáng thì lại sáng tối, còn những chuyện là tiếp tục độ A mod, B mod, M mod. Thì tại sao có nhiều chế độ này? Đối với chế độ AMOD là các bạn có thể thấy được cái tín hiệu xung, các bạn có thể đo được cái chế độ này, tất cả đó là độ lớn rồi, độ lớn. Thì thường để đo cái thước hay là cái khoảng cách, ví dụ như xem giác mạc, xem giác mạc, mắt mà đâu thấy như kia, bây giờ thấy là gì? Để coi nó có nhẵn là cái độ đó, đúng không? Nếu như nó nhẵn thì nó không có cái tính nào xung nó đều. Nhưng nếu mà nó bị rồi lõm á, nó bị cái giác mạc mà nó bị lõm thì nó sẽ bị có tín hiệu. Nghĩa là ta dần dần biết là mắt bị rồi lõm, hay là nó bị mất miếng gì đó. À, nếu mà rồi lõm. Còn chế độ sáng, điểm sáng là ta chuyển nó sang chế độ là sáng tối. Như nãy giờ thấy cái hình kia là bright, sáng tối. Cái hình họ thấy nãy tôi nói mùi đỏ, mùi gì khác, sáng tối. Còn cái này là gì? Là motion, nghĩa là mình cho điều hành chuyển động. À, thì mình tìm chưa có tim, mình vừa thấy được là tiếp theo thời gian là mình thấy đọc. Và nó hỏi là bây giờ à, thông thường cái này là xong mắt, xong mắt rồi để mình đo, mình đo cái độ thẳng của cái giác mạc mình á. Nhiều người bị nó mờ, bị cái này là gai mót nè, gai mót đấy, buồng dưới không khí hoặc chất lỏng thì thường nó sẽ đèn không thể có không khí, đèn và tan 6 cái vừa xưa ông thấy dễ lắm. Xong cái bàn quang á, cái bàn quang tại sao mà chỉ bàn uống nước, uống nước gì nào mất tiểu thì đâu xoay, tại vì lúc đó bàn quang phải đầy nước sao mới dễ thấy hơn, thấy cái buồng bên trong. Còn nếu mà không uống thì chỗ đó không khí thì cái đuôi nó thấy gì đâu, ông trống đỏ cái đường hoàng quang vậy, cái đuôi thấy gì đâu, ta bảo là cái gì vậy thì ra nói gì tôi sao cái là cái chưa ăn gì đó, thì nhìn vô cái ông thấy màu tử không chờ, còn ông nó sẽ có cảnh ánh sáng như thế hoàng quang như vậy. Nếu mà không có thể đưa cho ông thì kiểm tra tổng quát, kiểm tra hoàng quang thì mà con thấy được, cho nên cho bà uống nước vô nào nước để nó nằm trong đó, nó sẽ có cái lõm thì ta thấy được sáng, nó cả như ngoài phải không? Rồi cho cô biết nó kêu, cô biết nó kêu tôi là thứ hai tuần sau chị đã đâu mà tiền,
bà kia nó in một, hai bà kia nó gom một, gom một. Các phương pháp quét đó là hồi xưa người ta có một cái thời gian nó sử dụng là cái tay quét. Tay quét thì để làm gì các bạn biết không? Trước đây là không có chế độ 4D. Cái chỗ đúng kìa. Em chơi đi, em chơi. Nếu không nghe thôi gì vậy. Trước đây là không có cái đầu dò 3D, cho nên người ta có một cái tay, và tay robot như tay robot vậy đó, để cho bác sĩ là người ta sử dụng đầu dò 2D để sáng tạo 3D, nghĩa là cho nó đều, gọi là 3D Green Hand. Sau này công nghệ người ta có đầu dò 3D là người ta quét khối, thì bắt đầu không có cần bác sĩ phải chuyên nghiệp nữa, gần để vào là nó quét 3D và 4D thì ra là 4D. À, cũng đẹp. Rồi, thôi tôi sẽ lướt qua những cái khách đo này các bạn. Đối với những đầu dò hộng môn hay là âm đạo thì các bạn thấy gì? Là mình cần thăm khám những cái vùng bên hốc, bên trong mà không thể nào mà có thể kết hợp thì ta sử dụng cái lò đầu dò này để quét đi trong. Quét, để nó coi được cái bề mặt của cái hậu môn đó, coi được về mặt của cái tử cung như thế nào, là để coi nó có bị gì không, thì nó sẽ kiểm tra bằng cái đầu dò đặc biệt. Khi đưa vào thì là nó quay phía mà theo rồi nó quét, chứ là bác sĩ không có cần phải quay đầu dò, rồi là nó quét. Rồi. Nói về độ phân giải ha các bạn, phân giải. Ví dụ cái đầu tiên là ảnh giả. Ảnh giả do gì? Do bị khúc xạ. Ảnh giả bị khúc xạ. Có nghĩa là cái viên sỏi nằm ở đây. Đúng không? Nhưng mà ảnh hiển thị bằng siêu âm nó bị khúc xạ, nó bị dịch lên biến lại. Cái là nó sẽ thấy là nó ở trên. Sai vị trí. Vị trí. Đó là trường hợp gì? Bạn nhìn. Bạn thử tưởng anh nào có đi đi đâm cá đó. Các bạn thấy con cá vậy á, nhưng mà đâm cái nó không phải lắm, nó nằm sâu hơn chút, nó sâu chút. Đó là do ảnh giả cho cái sự vậy. Ha, mình thấy vô mình xạ, mình thấy nó ảnh như vậy, nó không phải vậy. Cho nên là mình làm kinh nghiệm, mình sẽ biết à, cái này phải làm như vậy chút. Đó là trường hợp ảnh giả. Nếu không có, mình thấy hình ảnh hiển thị vậy, nó không phải. Rồi. Bóng mờ có nghĩa là do cái cách mình để đầu dò như thế nào đó mà tín hiệu nó sẽ phản xạ ngay đầu dò lại mà mình không thấy. Thấy
nếu mình để đầu giò mà nó hơi xéo xéo thì nó phải sạm đi, không về đầu giò hết, một phần đi khác, thì lúc đó hình ảnh các bạn sẽ thấy nó khác, hay là nó khác nhau. Đó, ví dụ đúng rồi. Rồi, ra màu sáng bây giờ. Đó, hãy hình ảnh giả ra xem màu sáng có rút. Giảm đi. Do bút xạ, ha, do bút xạ. Đó mới là ảnh giả cho bóng mờ, và bên này là các bạn sẽ không thấy được cái hình ảnh của cái mạch máu hay là của gì đó, một hình dạng ống. Nghĩa là khi nó chiếu tia xuống một cái bờ đó, nó không xuyên qua nữa mà nó bị né xạ cho khác. Thì hình ảnh thu về nó không thấy trọn vẹn, trọn vẹn cái hình ảnh này. À. Rồi, đó, một số ảnh giả. Các bạn có thể về coi thêm bên tôi cái ảnh giả này. Ảnh giả do sự rung của tim. Đây, hình ảnh là như vậy. Nhưng mà khi siêu âm thì có thể là nó nằm thấy nó tiêu nằm đây. Âm thanh không biết là do dẫn tốc truyền âm nó thay đổi. Do môi trường thay đổi được không? Chính vì môi trường thay đổi là chiết xuất thay đổi cho nên nó sẽ thay đổi cái dòng tốc truyền âm liền, thay đổi khác nhau. Vì vậy có nghĩa là trong cái máy siêu âm của các bạn á, người ta biết rất nhiều loại cái ảnh có thể ảnh giả thì nó sẽ đưa lên bộ lọc tươi. Và khi bác sĩ xài, người ta chỉnh máy cho bạn á, người ta đã chỉnh hết cái bộ rồi. Cái lỗi rồi, để ta hạn chế bớt cái ảnh giả cho bác sĩ. À, tuy nhiên, ảnh giả nó quan trọng. Người không có bệnh, bác sĩ nhìn sẽ ra bệnh. Nếu mà lấy vậy thì đó, cho nên là ảnh giả nó quan trọng. Đó. Đó. Ảnh thật nằm bên siêu âm xong, thấy ảnh nằm ở ngoài có thể. Ví dụ vậy, nằm nó sẽ bị lọt ra. Cả sạc gương. Rồi. Thứ hai mình gặp thấy đúng không? Thứ hai mình sẽ nói với bạn, mình đốt lên. Còn Doppler là cho các bạn thấy. Thứ hai tôi sẽ nói riêng là tính dần tốc như thế nào. Và trước học là chỉ là biết dần tốc thôi, tính dần tốc như thế nào. Thế đó với Doppler là mình có thể xác định được chiều đi của dòng chảy, dần tốc của dòng chảy. Nha. Sau này khi máy sao nó phát hiện cái dòng rối nữa. Bây giờ à, tôi sẽ gửi cho tên gì quên mất rồi. Thân hả? Thân. Cái bài này.